dị ứng. Dị ứng cái gì? Cô đi chơi suốt đêm dị ứng cái gì? Hi, chào các bạn, mình là Don Nguyễn. Trong phim mình đóng vai Danny là một nhân vật chuyên gia makeup rất là sành sỏi, rất là chuyên nghiệp, chuyên makeup cho các cô người mẫu. Nhân vật Danny này rất dễ thương lắm, nhưng mà bị Cathy Uyên hành hạ rất là nhiều. Các bạn có biết không, nhân vật Danny á là Cathy Uyên lấy cảm hứng từ một người bạn rất là thân. Anh ta cũng là một chuyên viên makeup rất là chuyên nghiệp cho tất cả các địa tạp chí nổi tiếng ở Việt Nam. Anh ta ở đây nè, tăng 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 tèn. Hi. Anh Thà. Ôi sao vậy? Sao tiếng gần lắm? Sao vậy? Ôi, à, đi đâu vậy? Khoan khoan. Ôi đừng có quay. Đừng có quay. Tôi biết cứ để đồ quay hoài à. Mắc cỡ. Trong đời em chưa có ngày nào hạnh phúc như ngày hôm nay. Ông Tino, ông cho em cơ hội làm bộ collection. Anh cảm ơn luôn á, anh được promotion in Việt Nam. Ở Việt Nam 6 tuần lễ rồi, anh có nhớ em không? Dạ chứ em, mỗi ngày anh suy nghĩ tới em không à. Mèo muốn ngủ, mèo muốn nhảy. Cái gì vậy? Alo ai đó, hứa hồn tôi đi. Danny hả? Còn 4 tháng nữa em kịp đám cưới, mà giờ mới phát hiện ra là ảnh đang có người khác. Mà cuối cùng chả ngoại tình với ai? Danny nói là ba người yêu trước của bà toàn là doanh nhân Việt Kiều. Vớ vẩn, 5 người. Ôi, bộ nói giọng Mỹ hả? Tôi mê Mỹ lắm đó. Việt Kiều mấy người dễ thương quá à. Nói gì cũng tin hết. Vậy bạn có người yêu hay không? Chắc cũng có. Anh chỉ cần giới thiệu em vô cái giới của tụi nó. Mày muốn vô trong giới tụi nó hả? Mày soi gương lại mày đi. Sai. Mới đi được vài bước trên sân khấu đã tự gọi mình là người mẫu rồi đúng không? Phụ nữ lúc nào mà không ghen tị. Nhưng mình đâu thấy Hà My ghen tị gì đâu. Ai bảo không? Mọi người tìm bí mật của mình là ai? Không nói cho mọi biết đâu. Định chạy hả? Tốt, mày là người mẫu mà.